Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên trong công tác xây dựng đảng. Thời gian qua, Đảng ủy Trung đoàn 6 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh công tác xây dựng nguồn, phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng ngay từ đầu năm, Đảng ủy Trung đoàn 6 đã chủ động làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn Đảng bộ tiểu đoàn 1 và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, lựa chọn, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên mới. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới ở đơn vị, thì trong thời gian qua, hàng năm, Đảng ủy Trung đoàn đều ra nghị quyết lãnh đạo về cái công tác phát triển đảng viên mới trong đơn vị. Từ đó đã xây dựng kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, đồng thời phân công các chỉ tiêu về cho các chi bộ. Từ những chỉ tiêu đó, thì các chi bộ triển khai tổ chức thực hiện bồi dưỡng đối với đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng. Ở Đảng bộ tiểu đoàn 1 và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung đoàn 6, hàng năm các đồng chí hạ sĩ quan được đào tạo qua lớp tiểu đội trưởng trở về các cơ quan đơn vị. Qua thời gian thử thách 1 năm, quân nhân có động cơ phấn đấu tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên khen thưởng thì đơn vị giới thiệu vào Đảng. Được kết nạp Đảng vào dịp ngày sinh nhật của Bác là một vinh dự tự hào của bản thân tôi, cũng là bước ngoặt to lớn trong cuộc đời quân ngũ. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là động lực to lớn, trách nhiệm để tôi tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đó là vinh dự của tôi, vừa là trách nhiệm của bản thân và gia đình. Tôi hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của bản thân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Hàng năm, Đảng bộ Trung đoàn kết nạp từ 7 đến 10 đồng chí, qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên mới đủ sức kế thừa, có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng đạt hiệu quả, trong những năm qua, từ cấp ủy, chi bộ đến đảng ủy đã thực hiện chặt chẽ các khâu các bước trong quy trình kết nạp đảng, bao gồm từ khâu lựa chọn, tạo nguồn, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quân chúng ưu tú, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới sát với chỉ tiêu, đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng chi bộ và đảng bộ, đảm bảo đúng quy trình, quy định, nguyên tắc, hướng dẫn của đảng. Do vậy, từ năm 2020 đến nay, đảng bộ đã kết nạp được 36 đảng viên mới, chiếm trên 20% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của cả nhiệm kỳ. Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo nguồn và phát triển đảng viên đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đảng bộ Trung đoàn 6 ngày càng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.